Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấn. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 6, đọc 1 giờ học. Chúng mình cùng nhau đi vào phần đầu tiên. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một lớp học đấy. Và đây là một giờ học của thầy giáo dạy môn tiếng Việt. Và trong giờ học này, các bạn thấy các bạn nhỏ ở dưới, các bạn học sinh đang hăng hái giơ tay phát biểu bài. Vậy các em có được thầy giáo cô giáo khen khi chúng mình phát biểu bài hay không? Em hãy nói về việc làm của em khi được thầy cô khen nhé. Các em ạ, khi chúng ta làm được việc tốt thì chúng mình sẽ được thầy cô giáo khen đấy. Ví dụ như chúng mình có thể được thầy cô giáo khen vì em hát rất hay, hoặc em trả lời rất tự tin, hoặc em luôn biết giúp đỡ bạn, hay em chú ý nghe cô giáo giảng bài, em viết đẹp, em không còn mắc lỗi chính tả, hoặc em chơi với bạn rất đoàn kết. Đó là những lời khen mà thầy cô giáo đã dành tặng cho chúng ta. Vậy em cảm thấy thế nào khi được thầy cô khen? À các em ạ, khi chúng mình được thầy cô giáo khen thì chúng mình cảm thấy rất là vui, và có bạn thì cảm thấy thích thú, và nhiều bạn cảm thấy mình được hãnh diện trước bạn bè và được tự hào về khoe với bố mẹ đấy. Vậy bạn nhỏ, các bạn nhỏ ở trong bài đọc ngày hôm nay muốn được khen về điều gì, và trong một giờ học thì có điều gì diễn ra? Chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài hôm nay để trả lời câu hỏi đó nhé. Chúng mình cùng nhau học bài 1 giờ học. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc nhé. Các em hãy quan sát lên màn hình và lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài 1 giờ học. Các em hãy chú ý, ở trong bài đọc này là kể về nhân vật Quang trong 1 giờ học. Quang được thầy giáo mời lên nói trước lớp. Lúc đầu bạn ấy rất lúng túng, rụt rè. Sau đó nhờ sự động viên, khích lệ của thầy giáo, của bạn bè và sự cố gắng của bản thân, Quang đã nói năng lưu loát và trở nên tự tin hơn. Vậy chúng mình hãy lắng nghe cô đạt giáo đọc nội dung của bài đọc để xem bạn Quang và thầy giáo đã giúp đỡ bạn Quang như thế nào để bạn tự tin hơn nhé. Chúng mình cùng nghe cô đọc. 1 giờ học, thầy giáo nói chúng ta cần học cách giao tiếp tự tin. Vì thế, hôm nay chúng ta sẽ tập nói trước lớp về bất cứ điều gì mình thích. Quang được mời lên nói đầu tiên. Cậu lúng túng, đỏ mặt. Quang cảm thấy nói với bạn bên cạnh thì dễ, nhưng nói trước cả lớp thì sao mà khó thế. Thầy bảo, sáng nay ngủ dậy, em đã làm gì? Em cố nhớ xem. Quang ngập ngừng, vừa nói vừa gãi đầu. Em... Thầy giáo nhắc, rồi gì nữa? Quang lại gãi đầu. Em ngủ dậy. Và cậu nói tiếp. Thầy giáo mỉm cười, kiên nhẫn nghe Quang nói. Thầy bảo, thế là được rồi đấy. Nhưng Quang chưa chịu về chỗ. Bỗng cậu nói to. Rồi sau đó, Quang thở mạnh một hơi rồi nói tiếp. Mẹ, bảo, con đánh răng đi. Thế là em đánh răng. Thầy giáo vỗ tay, cả lớp vỗ tay theo. Cuối cùng Quang nói với giọng rất tự tin. Sau đó bố đưa em đi học.
Thầy giáo vỗ tay, các bạn vỗ tay theo, Quang cũng vỗ tay. Cả lớp tràn ngập tiếng vỗ tay. Như vậy vừa rồi, chúng ta đã nghe cô giáo đọc mẫu bài 1 giờ học. Bây giờ các em hãy quan sát và lắng nghe cô giáo hướng dẫn các em luyện đọc một số tiếng từ khó nhé. Trước khi đọc từ khó, các em cần lưu ý ở trong bài đọc có lời đối thoại của thầy giáo và nhân vật. Khi đọc bài, các em cần chú ý cách đọc lời của các nhân vật. Ở đây các em lưu ý là lời của nhân vật đó là thầy giáo và lời nhân vật Quang. Cần đọc rõ ràng, lời người kể chuyện có giọng điệu tươi vui, ngắt giọng, ngấn giọng đúng chỗ. Chú ý ngữ điệu khi đọc. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau lên đọc một số tiếng từ khó nhé. Các em nghe cô đọc từ đầu tiên. Lúng túng. Lúng túng. Mời các em đọc lại nào. Tiếp tục từ thứ hai. Sáng nay. Sáng nay. Mời các em đọc lại nào. Ngập ngừng. Ngập ngừng. Cô mời các em đọc lại nhé. Tiếp tục từ tiếp theo. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo đó là từ tràn ngập. Tràn ngập. Cô mời các em đọc lại nhé. Chúng mình cùng nhau đọc lại các từ này nhé. Lúng túng. Sáng nay. Ngập ngừng. Kiên nhẫn. Tràn ngập. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc tiếng từ khó trong bài đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc câu dài nhé. Trong bài đọc có một số câu dài, chúng ta cần lưu ý cách ngắt nghỉ hơi như sau. Ở trong câu này, các em cần ngắt hơi ở sau dấu hai chấm và ngắt hơi ở sau dấu ngoặc kép. Ở đây chúng mình ngắt hơi ở sau dấu hai chấm và nghỉ hơi ở sau dấu chấm cuối cùng. Như vậy chúng mình đã biết cách ngắt hơi. Bây giờ các em hãy nghe cô đọc mẫu câu dài nhé. Quang lại gãi đầu. À, ờ, em ngủ dậy. Và cậu nói tiếp. Rồi, ờ. Các em lưu ý, khi đọc tới những chỗ mà có dấu chấm, chúng ta sẽ kéo dài hơn một chút. Ví dụ như, à, ờ. Cô mời các em đọc lại nào. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc câu dài thứ hai. Các em nghe cô đọc mẫu. Chúng mình ngắt hơi ở sau cụm từ dài đó là sau chữ hơi và ngắt hơi ở sau dấu hai chấm và ngắt nghỉ hơi ở sau dấu chấm. Và đây là câu thứ hai, chúng mình cũng nghỉ hơi ở sau dấu chấm. Như vậy đây là hai câu. Chúng mình nghe cô đọc nhé. Quang thở mạnh một hơi rồi nói tiếp. Mẹ, ờ, bảo, con đánh răng đi. Thế là em đánh răng. Cô mời các em đọc lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã luyện đọc các câu dài trong bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần luyện đọc đoạn nhé. Cho cô giáo biết, trong bài đọc này chúng mình có thể chia làm mấy đoạn? À, các em ạ, trong bài đọc này chúng mình có thể chia làm 4 đoạn đấy. Đoạn 1 là từ đầu cho đến mình thích. Và đoạn 2 là từ Quang
cho đến rồi đấy. Tận 3 là từ nhân quan cho đến đi học. Và đoạn 4 là phần còn lại nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn trong bài. Chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 1 nhé. Nghe cô giáo đọc mẫu. Khi đọc đoạn 1, chúng ta sẽ luyện đọc cả đề bài. 1 giờ học, thầy giáo nói chúng ta cần học cách giao tiếp tự tin. Vì thế hôm nay chúng ta sẽ tập nói trước lớp về bất cứ điều gì mình thích. Cô mời các em hãy bấm dựng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 1 nhé. Các em đọc xong chưa? Chúng mình quay trở lại màn hình nào. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 2. Nghe cô đọc mẫu. Quang được mời lên nói đầu tiên. Cậu lúng túng, đỏ mặt. Quang cảm thấy nói với bạn bên cạnh thì dễ, nhưng nói trước cả lớp thì sao mà khó thế? Thầy bảo, sáng nay em ngủ dậy, em đã làm gì? Em cố nhớ xem. Quang ngập ngừng, vừa nói vừa gãi đầu. Em... Thầy giáo nhắc, rồi gì nữa? Quang lại gãi đầu. Em ngủ dậy. Và cậu nói tiếp. Thầy giáo mỉm cười, kiên nhẫn nghe Quang nói. Thầy bảo, thế là được rồi đấy. Như vậy các em vừa nghe cô đọc mẫu đoạn 2. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 2 nhé. Chúng mình cùng nhau trở lại màn hình nào. Trong đoạn 2, các em hiểu như thế nào là kiên nhẫn? Các em ạ, kiên nhẫn là tính nết kiên trì, nhẫn lại, chịu khó lắng nghe, không vội vàng hấp tấp thì được gọi là kiên nhẫn đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau lên đọc đoạn 3 nhé. Nghe cô giáo đọc mẫu. Nhưng Quang chưa chịu về chỗ, bỗng cậu nói to. Rồi sau đó, Quang thở mạnh một hơi rồi nói tiếp. Mẹ, bảo, con đánh răng đi. Thế là em đánh răng. Thầy giáo vỗ tay, cả lớp vỗ tay theo. Cuối cùng, Quang nói với giọng rất tự tin. Sau đó bố đưa em đi học. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 3 nào. Các em luyện đọc xong chưa? Chúng mình quay trở lại màn hình nhé. Các em quan sát ở đoạn 3, chúng mình thấy trong đoạn 3 thì chúng mình thấy có một từ chúng mình cần nên hiểu nghĩa, đó là từ thở mạnh. Các em thấy ở đây thở mạnh có nghĩa là chúng ta thở với hơi rất là mạnh để cho người khác nghe thấy tiếng thở của mình thì được gọi là thở mạnh đấy. Tự tin, các em hiểu như thế nào là tự tin? Các em ạ, tự tin là tính nết của một người cảm thấy mình rất là tự tin trước mọi người và không sợ hãi đấy, thì được gọi là tự tin. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 4 nhé. Các em nghe cô đọc. Thầy giáo vỗ tay, các bạn vỗ tay theo. Quang cũng vỗ tay, cả lớp tràn ngập tiếng vỗ tay. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 4 nhé. Chúng mình quay trở lại màn hình nào. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng đoạn trong câu chuyện. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc ngày hôm nay nhé. Chúng mình cùng nhau trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Trong giờ học, thầy giáo yêu cầu cả lớp làm gì? Các em ạ, trong giờ học thì thầy giáo đã yêu cầu cả lớp tập nói trước lớp về bất cứ điều gì mình thích.
Câu hỏi số 2. Vì sao lúc đầu Quang lúng túng? Các em ạ, vì bạn cảm thấy nói với bạn bên cạnh thì dễ, nhưng nói trước lớp thì sao mà khó thế? Tức là bạn Quang cảm thấy không tự tin khi nói trước đám đông đấy các em. Câu hỏi số 3. Theo em, điều gì khiến Quang trở nên tự tin hơn? À, các em ạ, bạn Quang đã trở nên tự tin và nhờ sự giúp đỡ của thầy giáo và bạn bè động viên cổ vũ cho bạn. Do đó, bạn Quang đã được thầy giáo và các bạn động viên cổ vũ, cho nên Quang đã rất cố gắng và trở nên tự tin đấy. Câu hỏi số 4. Khi nói trước lớp, em cảm thấy thế nào? Câu hỏi này là câu hỏi mở, vì theo các bạn, có bạn thì cảm thấy sợ hãi khi mà mình nói trước lớp, nhưng cũng có bạn thì cảm thấy rất là tự tin, thoải mái khi nói trước lớp đấy. Và có bạn thì cảm thấy rất là thích thú khi được trả lời, khi được nói trước lớp. Vậy chúng mình có thể trả lời như sau. Khi nói trước lớp, em cảm thấy rất tự tin và thích thú. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Chúng mình cùng nhau làm yêu cầu số 1. Yêu cầu số 1 như sau. Tìm những câu hỏi có trong bài đọc. Đó là câu hỏi của ai, dành cho ai? Trong bài đọc, chúng mình thấy có rất nhiều câu hỏi. Vậy những câu hỏi đó là: sáng nay ngủ dậy em làm gì? Câu hỏi thứ hai: rồi gì nữa? Đó là những câu hỏi của thầy giáo dành cho bạn Quang đấy. Tiếp tục yêu cầu luyện tập thứ hai. Em hãy đóng vai các bạn và Quang nói đáp lời khen khi Quang trở nên tự tin. Ở yêu cầu số 2, yêu cầu chúng ta sẽ đóng vai các bạn và đóng vai bạn Quang để nói đáp lời khen khi bạn Quang trở nên tự tin. Vậy chúng mình sẽ thảo luận và làm việc theo nhóm đôi. Một bạn đóng vai là các bạn và một bạn đóng vai là bạn Quang để mình nói đáp lời khen khi bạn Quang trở nên tự tin nhé. Cô giáo có câu mẫu như sau. Ví dụ mình đóng vai là các bạn thì mình sẽ nói với bạn Quang như sau. Bạn giỏi quá. Hoặc mình có thể nói bạn thật tự tin. Hoặc cũng có thể nói tớ tự hào về bạn. Như vậy chúng mình sẽ nói lời khen bạn Quang để cho bạn tự tin lên, vì bạn đã có tiến bộ trong học tập đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em.